Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Ngày Son Heung-min đối đầu với Messi lần đầu tiên. Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á lập kỷ lục, là cầu thủ ghi trên 10 bàn và có trên 10 pha kiến tạo thành bàn, đứng top 5 giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Thành tích lúc có 1-0-2 này cũng giúp cho Son Heung-min đang sánh ngang với siêu sao Lionel Messi của Barcelona. Mặt khác, Son Heung-min là cầu thủ châu Á duy nhất được siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi xếp vào top 25 cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, theo thông tin từ tờ Daily Star. Ngoài Son Heung-min, đồng đội của anh ở Tottenham là Harry Kane cũng có tên. Cùng xem lại trận đấu ngay Son Heung-min đối đầu với Messi lần đầu tiên nhé! Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé! Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Nhớ nhấn vào đường link của shop Mr. Zero được đặt ở dưới phần mô tả để chọn cho mình mẫu áo ưng ý ủng hộ cho tụi mình nhé. Theo tờ Daily Star, Son Heung-min là cầu thủ châu Á duy nhất được siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi xếp vào top 25 cầu thủ hay nhất thế giới hồi tháng 4 vừa rồi. Có thể nói, đẳng cấp của cầu thủ người Hàn ngày càng được nâng cao và việc nằm trong danh sách mà siêu sao Argentina chọn cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cách đây khoảng 2 năm, trong lần đụng độ Messi lần đầu tiên, ngôi sao xứ Kim Chi đã không thể hiện được gì nhiều và đành nhìn M10 cũng như những cầu thủ Barca tỏa sáng rực rỡ. Bây giờ hãy cùng xem lại diễn biến chính của trận đấu này nhé. Barcelona tại thời điểm đó đang có phong độ khá tệ hại với mạch 3 trận liên tiếp không thắng tại đấu trường La Liga, đặc biệt có đến 2 trận đấu trên sân nhà trong số 3 trận đấu đó. Về phía Tottenham, họ đã trắng tay trong trận mở màn Champions League mùa giải 2018-2019 trên sân Inter Milan. Tuy nhiên, trên sân vận động Wembley ngày 4 tháng 10 năm 2018, người hâm mộ lại được thưởng thức bữa tiệc bóng đá mãn nhãn khi Tottenham và Barcelona cống hiến 90 phút ngạt thở với 6 bàn thắng được ghi. Bị đánh giá thấp hơn so với nhà đương kim vô địch La Liga, nhưng với lợi thế sân nhà, Tottenham không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cách nhập cuộc cởi mở của gà trống khiến họ để thủng lưới ngay ở giây thứ 92 sau sai lầm của đội trưởng Hugo Lloris. Thủ môn người Pháp có pha ra vào không hợp lý, tạo cơ hội cho Philippe Coutinho dứt điểm vào khung thành bỏ trống, đưa Barca vượt lên dẫn trước. Gáo nước lạnh mà Lloris dội vào đội bóng đã làm phá sản kế hoạch của huấn luyện viên Pochettino. Các cầu thủ Tottenham tỏ ra nôn nóng và có phần mất phương hướng. Việc thiếu vắng nhà tổ chức Eriksen khiến hàng tiền vệ chủ nhà đuối hơn hẳn dàn cầu thủ lão luyện của Barca. Barca có bàn thắng sớm nên thi đấu rất thông dong. Họ lùi đội hình khá sâu để chờ đợi cơ hội phản đòn của đội chủ nhà. Phút 14, Andoguero phạm lỗi nhận thẻ vàng và Barca được hưởng quả đá phạt. Trung vệ Lenglet bật cao đánh đầu đưa bóng đi không chính xác. Son Heung-min đang chơi rất nỗ lực bên cánh trái, thêm một pha đua tốc độ nữa với Semedo, nhưng ngôi sao người Hàn Quốc lại thất bại. Trình độ kỹ thuật cá nhân nhỉnh hơn ở mọi vị trí giúp Barca dễ dàng kiểm soát trận đấu. Hàng loạt những pha xử lý khống chế, xoay sở và ban bật ở tốc độ cao khiến gà trống mắc kẹt ngay tại sân nhà của mình. Thế trận giằng co được duy trì trong những phút tiếp theo, nhưng Barcelona một lần nữa được ăn mừng bàn thắng ở phút 28 sau khoảnh khắc thiên tài của Ivan Rakitic. Coutinho một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền trả lại từ sát đường biên về phía sau, nơi tiền vệ người Croatia chờ sẵn để thực hiện cú song phi volley nâng tỷ số lên 2-0. Thủ môn vô địch World Cup 2018 Lloris tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có thể nhìn bóng đập cột bay vào khung thành. Bị đối thủ dẫn hai bàn trong một trận đấu trên sân nhà là điều hiếm khi xảy ra với Tottenham dưới triều đại của Mauricio Pochettino, huấn luyện viên nổi tiếng về khả năng truyền cảm hứng cho các cầu thủ. Sau khi dính đòn phủ đầu quá nhanh, đội bóng thành London tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-2.
dẫn trước hai bàn là một khoảng cách rất lớn. Các cầu thủ Barca hoàn toàn thoải mái khi bước vào nửa sau trận đấu. Đối mặt với áp lực cực lớn từ chủ nhà, nhưng rồi Blaugrana vẫn đứng vững bằng sự lạnh lùng tới đáng sợ. Không còn là màn thống trị như trong hiệp 1, nhưng những gì Barcelona chứng tỏ trong hiệp 2 còn cho thấy tinh thần và tâm lý tuyệt vời của họ. Ở trận này, Messi lùi rất sâu về giữa sân làm bóng. Khả năng cầm bóng siêu đẳng của cầu thủ người Argentina biến Wanyama, Wings trở thành những kẻ học việc. Không những vậy, M10 còn rất nguy hiểm trong những pha băng lên từ tuyến sau. Vào đầu hiệp 2, số 10 của Barca liên tiếp có hai pha đột phá táo bạo xuyên thủng hàng thủ Spurs. Nhưng điều trớ trêu là cả hai cú dứt điểm của Messi đều tìm đến cột dọc ở phút 47 và 51. Trong thế trận dưới cơ hoàn toàn, Tottenham bất ngờ có bàn thắng từ một pha xử lý đẳng cấp của Kane. Anh đã có pha ngoặt bóng mềm mại loại bỏ Semedo, sau đó anh dứt điểm chìm vào góc xa đánh bại Ter Stegen. Những nỗ lực ngược dòng của Tottenham chỉ có thể dừng lại ở việc giảm bớt mức độ nghiêm trọng của thất bại. Do thiếu cầu thủ có khả năng làm nên khác biệt so với đối thủ, Barca nhỉnh hơn về mặt này khi không chỉ sở hữu Coutinho mà còn có cả Luis Suarez và Lionel Messi. Và hy vọng của cổ động viên Tottenham vừa mới thắp lên đã bị Messi dập tắt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56. Sau khi chuyền sang cánh trái cho Alba lao xuống, M10 âm thầm di chuyển vào vòng cấm để đón quả tạt. Tiếp đó, từ hai cú nhấc chân liên tục của Coutinho và Suarez, Messi đón bóng trong thế đối mặt Lloris và dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1 một cách dễ dàng. Khoảng thời gian giữa hiệp 2, Tottenham đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành của Barca. Phút 66, Lamela tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm người lên led rồi đổi hướng, làm bó tay thủ thành Stegen. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3 cho đại diện Premier League. Phút 71 của trận đấu, Lamela chơi hưng phấn sau khi có bàn thắng. Anh đã có pha đi bóng khiến Busquets phải phạm lỗi nhận thẻ vàng. Trong khi hàng công thi đấu nỗ lực, các cầu thủ hàng phòng ngự của Tottenham lại liên tục khiến cổ động viên lo lắng. Phút 90, Messi tiễn người hâm mộ đội nhà ra về bằng pha làm bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho Barcelona. Cụ thể, từ một đường chuyền của Alba, Suarez giả như đón bóng rồi để trôi về phía Messi. Anh tiếp tục tận dụng thành công cơ hội giữa vòng cấm để hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu. Có thể nói số 10 của Barca là cầu thủ xuất sắc nhất trận đại chiến tại Wembley. Khi được trang thống kê WhoScore chấm điểm 10 tuyệt đối, trong suốt 90 phút góp mặt trên sân, anh đã có 6 pha dứt điểm và đem về 2 bàn thắng, cùng với đó là 3 key pass, 2 pha qua người thành công cùng khả năng hỗ trợ không tồi, 2 lần cắt bóng. Về phía Tottenham, Harry Kane, Son Heung-min hay những ngôi sao gà trống khi ấy vẫn không đủ tầm để sánh với Mbunga. Vừa rồi là những diễn biến chính trong trận đấu mà lần đầu Son Heung-min đối đầu với Messi. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.